cái chân châu đẹp ấy, ngắm từ sáng rồi trực đẹp ghê đấy. Chân châu này nó khó khó xử lý. Được gốc bồ rồi. Gốc bồ. Dưới à. Dưới. Không mấy bao nhiêu tiền? Dù đẹp đấy. Thôi, bắt đầu nghỉ để đi xem cây, chính thức đi xem. Rồi. Nguyệt Quế. Quay cây, quay cả người kìa. Ủa, đợt này lên hàng kinh quá. Đợt này lên hàng kinh quá. Tú đợt này lên hàng kinh quá, toàn hàng hot hòn hòn. Toàn hàng đẹp phải không ạ? Cái châm kia là cái cây gì mà cháu không biết nhỉ? Châm Thái. Nó là dòng gì nhỉ? Sự gỗ hay là cái gì? Gỗ. À. Gỗ. Cái này là bao tiền đây? Cái này á? 2.500.000. Hôm vừa rồi lấy hai cái cây của con này chú. Cái gì? Hai cái gỗ chắc. Hả? Hai cái gỗ chắc. Hôm nọ lấy chở đi nặng nghe. Cái to ấy. Hôm nó gọi chú đây. Cái to nhất nhà ấy. À, cái to nhất á? Hai cây to nhất. À, bao tiền? 8 triệu. Cái chắc con gì? Hôm trước mình cũng ra mình quay có hai cái chắc bé hát vậy. Quay rồi sao chứ? Bán rồi, bán. Cái chắc trong kia là ba tiền nhỉ? Trong kia để tí nó vào rồi mới cái chắc trong kia thì anh. Cái cây mà mới lên là để cạnh cái châm cái kìa. À, cái đá đấy. À. Chưa có giá à? Thế nào? Có giá rồi. Ôi giời, cứ bảo đi. Hải Châu là bao tiền?
cái này 3 triệu kìa, ghê quá nhỉ. Chắc gai đây 3 triệu à. Đấy, cái Hải Châu Nguyệt Quế. Ta Linh Sa mày. Bỏ ơi. Dạ. Một triệu rưỡi. Nó làm như cái xanh. Đây cái nhỏ nhỏ này cũng được, cái nhỏ nhỏ là 3 tiền. Đấy cái này. Chậu đẹp. Đây là chậu đẹp. Quần quại. Cái này đúng là cây chơi bạn. Rồi, phải tập trung một số cây cả. Cho thêm nước vào đi. Này có cái gì quay quái không chị? Đấy, chơi cây đấy được. Giả là gì nhiều tiền lắm. Mấy triệu thôi. Nhiều gì? Chắc thì bằng tiền cây này thôi. Đấy. Lên hàng kinh doanh ác quá này. Làm ăn tích quá. À đấy mày chú Thủy cò hương đấy đúng không? Hai cây hai bên. Cái này không chơi được chơi cái gì? Ừ. Đúng không? Được. Tông cao đấy. Hàng hàng tông cao. Hàng tông cao. Đấy con này cũng được này. Quá kỹ. Bạt phong hồi đầu đây. Cây, cây đấy là bao tiền chứ nhỉ? Cây đấy cái này cũng là một bạt phong hồi đầu. Bạt phong hồi đầu. Nếu gặp quả này ăn đi. Thiên nhiên này mà cho vào cái bể cá ấy. Đấy, cái tiểu cảnh ấy, úi giời, non bộ không biết vào. Đã xếp cái đá cây mà. Sơn Quế kia ấy, mà kia có một hoàn cũng thủy to ấy. Ừ. Xong bắt đầu là đặt lên thùng cho nó vào cái bể nước. Trong kia gì? Ừ. Ui, cây thì phát triển ấy. Cây phải có cái nhà đẹp. Để đấy. Quá giả. Lộc lá đấy. 15 triệu. Này lên toàn những cây kinh khủng. Mấy chục triệu, mấy chục năm mà đấy chứ không ít đâu. Cây nếu mà ông ấy đưa lên chậu từ năm 91. Vâng. Cây đấy nhìn là biết tuổi rồi. Lâu lắm. Bao nhiêu năm mới được như thế. Đó. Đây này. Hàng hàng tông cao này. Chắc là vì đủ quyền nghĩa của Tết thế. Ừ. Cái này thì con này đâu. Nhỏ thôi thì cây chơi bàn gì. Con này Hải Châu đẹp, cây Châu đẹp. Hải Châu là đẹp đấy. À nhìn nó đúng đúng. Đây hàng cũ đây. Cũ đây.
đi sớm quá, cũng hơi vắng. Dạ, phải nghe tí. Anh Châu là bao tiền chị? Bao nhiêu? Anh Châu. Tay tán là mới quá. Nghiên cứu một cây kinh châu nào. Ôi, cái ngọn này hỏng mẹ. Để chán quá. Này mà sửa đi thì hơi vất. Mất mẹ nét lúc nào không biết. Nhưng mà tay tán đuối quá. Cái ngọn này thì không biết xử lý như nào. Ngọn này về nó không có đất để diễn, chỉ có vậy, không có đất để diễn. Me này bao tiền nhỉ? Đây nữa, cái này thế nào? Cái hoa sứ này ác này. Hoa mèo mèo mèo. Vòng cái đó. Đấy cái xúc này. Chưa biết tên được cái gì à? Hải Châu đấy, Hải Châu cũng lọt vào mắt nhiều ông hỏng.